Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Đại tần Kim cương bất xấu thần công, tiệt hồ kinh kỳ, tỉnh lại sau giấc ngủ, thẩm lãng phát hiện mình mặc thiên hành cửu ca thế giới, thu được cũng kích hoạt nhiệm vụ hệ thống. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được đủ loại khen thưởng. Tiệt hồ kinh kỳ, đạt được. Kim cương bất hoại thần công. Cứu vớt lộng ngọc, đạt được. Minh ngọc công chém vết phỉ thúy hổ, thu được. Anh hùng kiếm, chém vết cơ vô dạ, ban thưởng. Túng ý đăng tiên bộ, gặp gỡ tử nữ, khen thưởng. Vô thiên tuyệt kiếm, cùng Minh Châu phu nhân trắng đêm nói chuyện, đạt được. Di hồn đại pháp, diễm phi, thẩm lãng hắn, đem trái tim của ta hoàn toàn trộm đi. Đại tư mệnh, chỉ liếc mắt một cái thẩm lãng, ta liền rơi vào tay giặc tuyết nữ ta làm như vậy bất quá cũng chính là vì tiếp cận thẩm lãng đoan mộc dung so với cái nhiếp trầm lãng mới là đàn ông chân chính thiếu tư mệnh vì thẩm lãng ta mở miệng nói chuyện mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước một năm mươi năm công lực kim cương bất hoại thần công viên mãn. Bạn đang nghe tại truyện.audio Đinh Hệ thống kiểm tra đo lường Do xét đến ký chủ, hệ thống tràn buộc bên trong trói định ký chủ thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được. Thần cấp nhiệm vụ hệ thống Vật chủ Hệ thống nhiệm vụ thần cấp Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm, để vừa mới còn ngái ngủ thẩm lãng thần sắc sửng sốt. Ta đây là nằm mơ sao? Thẩm lãng cho rằng mình còn đang ngủ mơ ở trong hoàn toàn không biết mình đặt mình vào núi hoang dã dã bên trong. Dây tiếp theo. Một trận gió đêm thổi qua, cảm giác mát mẻ tập kích người. Thẩm lãng giật mình một cái, trong nháy mắt tóc gáy nổ lên, mụn gà trải rộng toàn thân. Cùng lúc đó, thẩm lãng phát hiện chung quanh dị thường. Đây. Đây là nơi nào? Ta làm sao lại xuất hiện trong hoang sơn giả lĩnh? Thẩm lãng vẻ mặt kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, liền lấy tay nhéo cánh tay của mình một cái. Cảm giác đau đớn lập tức tấn công não của hắn. Thẩm lãng nhất thời hai mắt trừng lớn. Đây không phải là mộng. Ta đây là mặt. Hay là sống lại. Thẩm lãng thì thào tự nói, vẫn là không thể tin được. Hắn chỉ nhớ rõ ông Nguyên Thần ta mới nhất 4.2 phiên bản tội nhân vũ bộ toàn thượng à thường tuyến về sau, liên tục thức đêm chơi mấy cái suốt đêm. Tối hôm qua sau khi thật sự quá mệt mỏi, Thất Tha thất thểu đi tới bên giường, ngã đầu nhào vào giường liền ngủ thiếp đi. Trăng sáng treo cao, những vì sao trên bầu trời đêm tản ra ánh sáng nhạt. Thẩm Lãng nằm trên mặt đất, đôi mắt không có thất kinh, ngược lại là một mảnh bình tĩnh. Tự hồ, đối với việc hắn xuất hiện ở đây, không có chút sợ hãi nào. Tôi cũng vậy. Hắn vốn là một cô nhi, chán ghét công việc của Triêu Cửu vãn ngủ, liền nằm bẹp sau khi nằm thẳng thẩm lãng liền thông qua đầu cơ trục lợi trò chơi lắp ráp dẫn người luyện hào các loại kiếm tiền duy trì kế sinh nhai làm giàu về phần bạn gái kết hôn sinh con dưỡng cái vân vân những thứ này thẩm lãng cũng đã sớm không có như vậy xa xỉ ý nghĩ tiền không phải là vấn đề chỉ là bởi vì đã từng bị tổn thương cho nên không muốn không chủ động cho nên mặc kệ hiện tại xuyên qua vẫn là sống lại thẩm lãng không có gì phải sợ hãi cuộc sống không mang đến cái chết không mang theo hết thảy tùy duyên có lẽ ở trong thế giới xa lạ này hắn có thể tìm được chính mình thực hiện giá trị của mình còn nữa vừa rồi hắn thế nhưng là nghe được trong đầu truyền đến hệ thống trói định thành công thanh âm làm trò chơi người yêu thích cùng võng văn người yêu thích thẩm lãng tự nhiên biết cái này ý vị như thế nào hệ thống chính là hắn ngón tay vàng có hệ thống như vậy ngón tay vàng hắn là có thể ở trong thế giới này mưu được một chỗ đứng, thậm chí quan tuyệt thiên hạ. Thẩm lãng tâm tình rất bình tĩnh, lẳng lặng nằm, tùy ý suy nghĩ phiêu đảng. Đinh Kiểm tra đo lường được ký chủ tâm cảnh đã xảy ra chuyển biến, phù hợp hệ thống kích hoạt điều kiện, thần cấp nhiệm vụ hệ thống kích hoạt. Đột nhiên xuất hiện thanh âm lần nữa tại thẩm lãng trong đầu vang lên, để cho hắn trong nháy mắt suy nghĩ trở về. Hai tròng mắt thẩm lãng lóe sáng đây chính là ngón tay vàng của hắn hắn cần phải làm quen một phen lập tức thẩm lãng mãnh liệt ngồi dậy xem xét lên thần cấp nhiệm vụ hệ thống thần cấp nhiệm vụ hệ thống tên như ý nghĩa chính là một cái nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ kích hoạt ngẫu nhiên và sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh ta có thể nhận được nhiều phần thưởng khác nhau phần thưởng có thể là công pháp vũ khí đan dược các loại cũng có thể là công lực tu vi các loại đinh chúc mừng chủ ký sinh đạt được tân thủ đại lễ bao một cái có mở hay không thanh âm dễ nghe êm tai lần nữa đem lực chú ý của thẩm lãng hấp dẫn thẩm lãng nghe tiếng đôi mắt thâm thúy lóe sáng lên mở ra thẩm lãng trong lòng mặc niệm thẩm lãng vừa dứt lời hệ thống dễ nghe thanh âm liền vang lên đinh chúc mừng ký chủ đạt được mị lực mãn giá trị. Chúc mừng ký chủ, thu được. 50 năm công lực. Chúc mừng ký chủ, thu được. Kim cương bất hoại thần công, viên mãn. Chúc mừng ký chủ, thu được. Thiên hành cửu ca thế giới giảng sử một phần. Thẩm lãng nghe vậy, thần sắc sáng ngời. Ngẫu nhiên, trực tiếp xem xét khởi hệ thống khen thưởng thiên hành cửu ca thế giới giảng sử. Thiên hành cửu ca thế giới, võ giả tu vi phân chia làm luyện thể, đoán cốt, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, phá toái. Trong đó luyện thể, rèn cốt, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân mấy cái cảnh giới này lại có cụ thể phân chia tỉ mỉ, mỗi cái đại cảnh giới lại phân chia làm sáu tầng. Mà phá toái cảnh giới thì là tồn tại trong truyền thuyết, từ hồ đến nay đều không có người có thể đột phá, phi thăng tiên giới. Nhận lấy kim cương bất hoại thần công thẩm lãng xem xét xong thiên hành cửu ca thế giới giảng sử về sau, hai tròng mắt chớp động một chút, trong lòng mặc niệm. Đinh Bên này thẩm lãng vừa dứt lời, kim quan thoáng hiện. Hệ thống liền trực tiếp gia trì kim cương bất hoại thần công lên người hắn. Thẩm lãng nhất thời cảm giác toàn thân sản khoái không thôi. Chỉ là, thẩm lãng không cảm giác được lực lượng tồn tại. Nhận 50 năm công lực. Thẩm lãng không có bất kỳ do dự, trực tiếp lần nữa trong lòng mặt niệm. Đinh Kim Quang lần nữa nổ hiện, 50 năm công lực trực tiếp gia trì đến thẩm lãng trên người. Thẩm lãng trong nháy mắt cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, loại cảm giác này phi thường huyền diệu. Hắn cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ kim cương không xấu, thiên hạ vô địch. Đây là đại tông sư nhất trọng đỉnh phong sao. 50 năm công lực gia trì ở trên người về sau, thẩm lãng liền từ người bình thường nhất cử đột phá vì đại tông sư cường giả. Không cần tu luyện, công lực gia trì liền có thể tăng lên tu vi, thật sự là không cần quá sản khoái đi. Thẩm lãng trên mặt ý cười giao dạc. Gia. Hắn là thật không ngờ 50 năm công lực gia trì về sau, tu vi vậy mà thẳng đến đại tông sư nhất trọng đỉnh phong. Đã nằm thẳng thói quen thẩm lãng, đối với chuyện như vậy phi thường hài lòng. Không cần tu luyện, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đạt được công lực khen thưởng, là có thể tăng lên tu vi. Thẩm lãng hai trong mắt tỏa sáng, đã chờ mong kế tiếp hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Mới tới giá lâm, liền đại tông sư nhất trọng đỉnh phong. Thực lực như vậy, phóng tầm mắt ra thiên hành cửu ca thế giới, tự hồ đã xem như cao thủ trong cao thủ. Thẩm lãng đã quyết định, hừng đông về sau, liền lập tức trời đi này hoang sơn giả lĩnh, đi tới phụ cận thành trì. Mị lực mãn giá trị thẩm lãng đột nhiên nhớ tới hệ thống còn có một cái ban thưởng không có lĩnh nhận mị lực mãn giá trị thẩm lãng không có nghĩ nhiều trực tiếp trong lòng mặc niệm hắn không có xuyên qua trước đó chính là một cái đại soái ca tồn tại mạo thắng ngạn tổ đinh kim Quang lần nữa nổ hiện mị lực mãn giá trị trong nháy mắt giá trị ở thẩm lãng trên người thẩm lãng đã cảm nhận được trên thân thể phát sinh biến hóa chỉ là bây giờ là đêm tối hắn căn bản là không cách nào quan sát chính mình mị lực mãn giá trị dáng vẻ. Thẩm lãng thầm than một tiếng đáng tiếc. Chỉ có thể đè nén kích động trong lòng, chờ mong ngày mai nhanh một chút đến. Thẩm lãng đang muốn đứng dậy tìm một cái thoải mái địa phương vượt qua một đêm. Mà ngay khi hắn vừa mới đứng lên, phía dưới truyền đến tiếng hô dết đứt đoạn. Thẩm lãng hai tròng mắt híp lại, chuyển động vài cái, liền thân ảnh chật lóe, hướng dưới chân núi chạy như bay đi. Cơ hội xem náo nhiệt như vậy, hắn cũng không muốn bỏ qua. Còn nữa, hệ thống có lẽ sẽ cho hắn tuyên bố nhiệm vụ cũng không nhất định. Quen thuộc sáo lộ, thẩm lãng quyết định chủ động một ít, không nằm thẳng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 2. Kinh nghe thân hãm tuyệt cảnh, nhiệm vụ phát động bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bên này thẩm lãng hướng dưới chân núi chạy như bay xuống thời điểm. Dưới chân núi đã tử thương không ít người. Chỉ thấy, hơn 10 người không ngừng phát động công kích đối với một người mặc hộ giáp vẫy cá. Người mặc hộ giáp hình vẫy cá này, rõ ràng là sát thủ cấp la võng thiên tự kinh kỳ. Mà những hắc y nhân này, lại là sát thủ màn đêm. La Võng nghe nói màn đêm cơ vô dạ thu được một trong bảy bảo hạt bí mật của Thương Long Thất Túc, liền phái Kinh Kỳ đến cướp đoạt. Kinh Kỳ xuất lĩnh La Võng sát thủ lẻn vào Hàn Quốc, muốn cướp đoạt bảo hạt, lại trúng âm mưu quỷ kế của khách áo tơi. Nàng mang đến lưới sát thủ toàn bộ bị áo tơi khách dẫn dắt màn đêm sát thủ chém giết, chỉ có một mình nàng vết ra vòng vây, chạy trốn đến tận đây. Nếu như không phải trên đường áo tơi khách, mặt nhà Bạch Phượng tạm thời nhận được cơ vô dạ khẩn cấp triệu hồi mệnh lệnh, buông tha tự mình đuổi giết Kinh Kỳ, chỉ sợ Kinh Kỳ đã sớm rơi vào trong tay bọn họ, thậm chí bị bọn họ chém giết. Tuy nhiên, áo tơi khách, mặt nha, Bạch Phượng không cam lòng cứ như vậy buông tha Kinh Kỳ, vẫn phái hơn trăm sát thủ màn đêm đuổi giết Kinh Kỳ bị trúng kịch độc. Kinh Kỳ vừa chiến vừa lui, đã chém giết một ngày một đêm, thân trúng kịch độc, đã sớm bị trọng thương. Hiện tại, đối mặt hơn 10 hắc y nhân công kích, rõ ràng rơi vào hạ phong, tình thế tràn ngập nguy cơ. Không phải nàng không đủ cường đại, mà là giờ này khắc này nàng, bởi vì thân trung kịch độc, thân mang trọng thương, thân thể càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa, những này truy sát nàng màn đêm sát thủ dĩ nhiên còn sử dụng hạ lưu thủ đoạn, bọn họ trên tay vũ khí chẳng những bôi lên kịch độc, còn bôi lên mị độc. Dưới sự trùng kích của kịch độc và mị độc, thực lực của kinh kỳ dần suy yếu đôi mắt của nàng dần dần mơ hồ, chỉ dựa vào trực giác cùng nghị lực, không ngừng đối kháng với sát thủ màn đêm công kích tới. Tự hồ chém giết hơn 10 sát thủ màn đêm trước mắt, mau chóng thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên, sát thủ màn đêm cũng không phải kẻ ngốc, biết sự khủng bố của kinh kỳ. Hơn trăm người, chỉ còn lại có mấy chục người bọn họ. Hiện tại, bọn họ không hề lỗ mãn tiến lên công kích kinh kỳ, mà là vây mà không công, kéo dài thời gian, chờ đợi ý chí kinh kỳ sụp đổ. Kinh kỳ cũng ý thức được ý đồ của sát thủ màn đêm trước mắt. Sau một cái hư chiêu, liền xoay người chém giết mấy tên sát thủ màn đêm ngăn cản nàng lên núi. Sau đó, cố gắng chống đỡ không để cho ý chí của mình sụp đổ, hướng trên núi mà đi. Nàng biết, chỉ cần lên núi, liền có một đường sinh cơ. Bởi vì, trên núi bên kia, là vách đá dựng đứng, dưới núi con sông cuồn cuộn mà qua. Nhảy xuống vực, chính là con đường sống duy nhất của nàng. Đuổi theo. Sát thủ màn đêm thật không ngờ kinh kỳ lại có thể bộc phát ra thực lực khủng bố như vậy, nhưng cũng biết kinh kỳ trốn lên núi đã hết đà. Cho nên, không có bất kỳ do dự nào, nhau nhau đuổi theo kinh kỳ. Bên này kinh kỳ hướng lên núi mà chạy, thẩm lãng thì là hướng xuống núi. Sớm thôi. Thẩm lãng liền gặp được kinh kỳ cùng đuổi giết nàng mạng đêm sát thủ. Kinh kỳ thẩm lãng kinh hô một tiếng. Kinh kỳ chính là sát thủ cấp la võng thiên tự. Thẩm lãng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ bị người đuổi giết đến chật vật như thế. Chẳng lẽ kinh kỳ mang thai hại tử ngụy vô kỵ, bị người triệu cao giăng lưới đuổi giết? Thẩm lãng hai tròng mắt chấp động, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Đồng thời, trong lòng mơ hồ có chút cảm thấy không vui, cảm thấy đáng tiếc. Rau cải trắng kinh kỳ này, sao lại bị người nhanh chân đến trước? Thẩm lãng mặc dù cảm thấy không vui, khó chịu, nhưng vẫn là hướng về dưới chân núi rất nhanh mà đi. Mà đúng lúc này. Hệ thống dễ nghe thanh âm, tại trong đầu của hắn vang lên. Đinh. Phát động nhiệm vụ. Chém giết sát thủ màn đêm, cứu kinh kỳ một mạng. Nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được khen thưởng một. Chữa thương đang một quả. Nhiệm vụ hoàn thành có thể thu được khen thưởng hai. Mười năm công lực chữa thương đang một viên. 10 năm công lực khen thưởng. Chữa thương đang này không phải là chuẩn bị cho kinh kỳ chứ? Thẩm Lãng khóe miệng hơi vẫy lên. Hệ thống này rõ ràng là đang xả nước, chữa thương đang rõ ràng là chuẩn bị cứu kinh kỳ. Trước mắt hắc y nhân truy sát kinh kỳ không phải rất cường đại, lấy tu vi đại tông sư đỉnh phong của hắn, lại có kim cương bất hoại thần công gia trì, chém giết bọn họ, cứu kinh kỳ không thành vấn đề. Đã như vậy, thẩm lãng nơi nào còn cần do dự lập tức trong lòng mặc niệm tiếp nhận nhiệm vụ sau khi nhận nhiệm vụ thẩm lãng liền tăng nhanh tốc độ hướng về phía kinh kỳ bên kia chạy như bay mà đi mà kinh ngạc lại bị sát thủ màn đêm đuổi theo chặn đường nạn lên núi khụ khụ kinh kỳ chém vết mấy tên sát thủ màn đêm liên tục ho khan khóe miệng tràn đầy máu đen kịch độc trên người lại tăng lên mà mị độc cũng càng tàn sát bừa bãi thể xác và tinh thần của nàng. Chẳng lẽ hôm nay ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Hai tay kinh kỳ đỡ lấy kinh kỳ kiếm, sắc mặt tái nhợt, thần sắc cực kỳ suy yếu. Nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng. Sát thủ màn đêm nhìn thấy kinh kỳ dãy chết mà thôi, trên mặt không khỏi thả lỏng một chút. Kinh kỳ, đã hoàn toàn không có thực lực phản kháng. Sát thủ màn đêm nhìn nhau, đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương giết. Chỉ thấy, bọn họ đều cầm vũ khí trong tay, đồng thời phát động một kích trí mạng đối với Kinh Kỳ, cũng là một kích cuối cùng. Trong mắt bọn họ, Kinh Kỳ lập tức sẽ bị bọn họ giết chết. Tự nhiên mà vậy, những sát thủ mạng đêm này đều lộ ra vẻ đắc ý. Khủ khủ. Kinh Kỳ đối mặt với công kích của hơn 10 sát thủ mạng đêm, muốn giờ kiếm nghênh chiến. Tuy nhiên, giờ phút này, Nàng căn bản cũng không có năng lực tái chiến. Ý thức được đã không còn đường sống, đôi mắt Kinh Kỳ hiện lên một tia quyết tuyệt. Giây tiếp theo, Kinh Kỳ xúc lực giơ kiếm, muốn tự sát bỏ mình. Mắt thấy Kinh Kỳ sẽ tự sát thành công, mà hơn 10 sát thủ màn đêm sẽ lấn người mà lên chém vết nàng. Thẩm Lãng Phi Thạch trong nháy mắt tới. Đang khen keng khen Thẩm Lãng Phi Thạch trong nháy mắt đem Kinh Kỳ kiếm trong tay đánh lui. Mà cùng lúc đó hơn 10 sát thủ màn đêm cũng bị ép rời xa kinh kỳ. Bá thẩm lãng thì là mượn cái này khe hở trong nháy mắt, nháy mắt mà tới. Dưới ánh mắt kinh ngạc của kinh kỳ, một tay ông lấy kinh kỳ, cầm lấy kinh kỳ kiếm trong tay kinh kỳ, không hề dừng lại, dết về phía sát thủ màn đêm. a à, màn đêm sát thủ căn bản cũng không có thẩm lãng quyết đoán như thế, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, bị chém dết mấy cái. Mà còn lại màn đêm sát thủ kịp phản ứng, hướng về thẩm lãng vây giết tới thời điểm, đã tử thương hơn 10 tên. Thẩm lãng ông lấy kinh kỳ, không hề sợ hãi. Kim cương bất hoại thần công trực tiếp viên mãn, những sát thủ màn đêm trước mắt này cũng không phải thiên nhân cường giả, căn bản là không cách nào công phá thân thể của hắn. Cho nên, cho dù thẩm lãng không có kiếm pháp, bằng vào thân thể vô địch, cùng với 50 năm sau lưng công lực, hướng bên kia Mỹ. Đối mặt màn đêm sát thủ vây giết, thẩm lãng hoàn toàn là hung hãn không sợ chết quả thực là lấy mạng đền mạng trong mắt sát thủ màn đêm đều cho là như thế suy yếu vô cùng kinh ngạc ý thức mơ hồ không rõ cũng cho là như thế đồng thời đối với thẩm lãng hảo cảm chợt sinh nhìn xem thẩm lãng đẹp trai khuôn mặt ngây dại nàng căn bản là không đành lòng trước mắt liều mạng che chở nàng như thế càng không ngờ người trước mắt liều mạng che chở cô lại đẹp trai như thế đẹp trai đến mức khiến người ta nổi giận. Trái tim lạnh lẽo của cô lại có độ ấm, bắt đầu tan chảy, buông lỏng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. ba Ban thưởng tới tay, kinh nghe luân hãm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thẩm lãng ông lấy kinh kỳ, đối mặt màn đêm sát thủ công kích như cũ vững như Thái Sơn, liên tiếp lại chém giết hơn 10 tên mạng đêm sát thủ. Còn lại hơn 10 tên mạng đêm sát thủ rốt cục ý thức được thẩm lãng không thích hợp. Kiến thức được thẩm lãng thân thể đau thương không vào sau đó, nhau nhau ngược lại công kích nổi lên kinh kỳ. So với thẩm lãng cái này đối với bọn họ mà nói người xa lạ, bọn họ càng thêm sợ hãi kinh kỳ sau khi sống sót đối với bọn họ trả thù. Vì thế, không tiếc trả giá muốn giết chết thẩm lãng ông kinh kỳ bọn họ cũng không tin thẩm lãng có thể bảo vệ được kinh kỳ. Tuy nhiên, để cho bọn họ thất vọng chính là, cứ việc thẩm lãng không hiểu kiếm pháp, như trước đem kinh kỳ bảo hộ được gắt gao. Bọn họ căn bản là không cách nào công phá thẩm lãng phòng ngự. Khi nhìn thấy bên người đồng bọn từng cái bị thẩm lãng chém giết về sau, còn lại chỉ có 5 người về sau. Bọn họ sợ hãi, khủng bố. Mà không hẹn mà cùng muốn xoay người chạy trốn. Tuy nhiên, ánh mắt của họ đã phản bội họ. Thẩm Lãng cùng Kinh Kỳ đều ý thức được điểm này. Bả dây tiếp theo, Thẩm Lãng còn không có làm ra hành động thời điểm, Kinh Ngạc động đậy. Nàng một thanh đoạt lại Thẩm Lãng trong tay Kinh Kỳ kiếm, trong tay kiếm hoa bay tán loạn. Hàng quan nổ tung, máu bắn ra. Phốc 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 năm tên sát thủ màn đêm còn lại còn không kịp xoay người, đều bị Kinh Kỳ chém bay đầu, chết không nhắm mắt cốc 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 năm thi thể không đầu lần lượt ngã xuống đất. Đến lúc này, hơn 10 sát thủ màng đêm đuổi giết kinh kỳ toàn quân bị diệt. Phục kinh kỳ chém vết năm tên sát thủ màng đêm cuối cùng, khí huyết trong cơ thể lại cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu đen. Nhất thời, thần sắc trên mặt kinh kỳ càng thêm tái nhợt. Giờ phút này, dường như cô chỉ còn lại một hơi thở. Khụ khụ. Kinh kỳ liên tục ho nhẹ. Tuy nhiên, mị độc trên người vào giờ khắc này, càng thêm càng rỡ. Ý chí của nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Cốc cốc kinh kỳ kiếm trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Tự hồ một tiếng vang nhỏ này, đánh vỡ lý trí cuối cùng của kinh kỳ. Ngươi! Thẩm lãng phát hiện kinh kỳ dị thường, đang muốn lên tiếng hỏi thăm, lại bị kinh kỳ ông lấy cổ, hôn lên. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở âm, tại thẩm lãng trong đầu vang lên thẩm lãng lực chú ý nháy mắt bị hệ thống nhắc nhở âm hấp dẫn, tùy ý lấy kinh kỳ tùy ý làm bậy. Đinh Hoàn thành nhiệm vụ Chém giết sát thủ màn đêm, cứu kinh kỳ một mạng. Chúc mừng ký chủ, đạt được khen thưởng một. Chữa thương đang một quả. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được khen thưởng hai. Mười năm công lực. Nghe được nhắc nhở âm, thẩm lãng hai tròng mắt sáng ngời. Lập tức, trong lòng mặc niệm lấy ra toàn bộ. Đinh. Bên này thẩm lãng vừa dứt lời, hệ thống khen thưởng liền phát ra. Mười năm công lực, trong nháy mắt gia trì đến thẩm lãng trên người. Mà chữa thương đan, thì là trống rỗng xuất hiện ở thẩm lãng trong tay, đàn hương bốn phía. Vậy là đại tông sư nhị trọng đỉnh phong rồi. Thật sự là quá sung sướng. Thẩm lãng hai mắt sắc mang bạo lóe, thần sắc vui sướng. Mười năm công lực tu vi liền tăng lên đạo đại tông sư nhị trọng đỉnh phong cảnh giới. Đây thật sự là quá ngoài dự liệu của thẩm lãng. Mà thẩm lãng còn đang hưng phấn bên trong. Giây tiếp theo. Ngửi được đang đang hương trị thương xông vào mũi, làm cho hắn vui vẻ thoải mái, trong nháy mắt bừng tỉnh lại. Hắn bị kinh kỳ hôn môi. Bá thẩm lãng ý thức được kinh kỳ giờ phút này thân chịu trọng thương, cũng biết kinh kỳ trúng mị độc. Nếu không, kinh kỳ tuyệt đối sẽ không làm ra hành động hôn môi hắn như vậy kinh kỳ giờ phút này đã suy yếu không chịu nổi căn bản là không chịu nổi bất kỳ trùng kích nào huống chi là trùng kích như vậy nếu như không kịp thời cứu giúp chỉ sợ kinh kỳ lập tức sẽ chết không có chút do dự thẩm lãng trong nháy mắt đem kinh kỳ đầu đẩy ra ngay sau đó khi kinh kỳ hôn lần nữa một tay đem thuốc chữa thương bỏ vào trong miệng nàng trị thương đang chỉ có thể trị thương thế trên người kinh kỳ, căn bản không thể giải trừ kịch độc và mị độc trên người nàng. Trên người những sát thủ màn đêm này hẳn là có giải dược chứ. Thẩm lãng lẩm bẩm nói, có chút không dám xác định. Lập tức. Ông kinh kỳ, lục soát trên người sát thủ màn đêm đã chết một phen. Sớm thôi. Thẩm lãng liền tìm được giải trừ kinh kỳ trên người kịch độc giải dược, liền một cổ não đút cho kinh kỳ kịch độc trên người kinh kỳ nhanh chóng được giải trừ. Mà thương thế trên người nàng dưới tác dụng của thuốc trị thương đang cũng nhanh chóng khôi phục lại. Tuy nhiên, mị độc trong kinh kỳ căn bản không có giải dược. Thẩm lãng tại màn đêm sát thủ trên người không có tìm được. Rất rõ ràng, sát thủ màn đêm có chuẩn bị mà đến, căn bản là muốn tới chỗ chết. Bọn họ đoán chừng giết không chết kinh kỳ, kinh kỳ trúng mị độc, tình nguyện tự sát bỏ mình cũng sẽ không cam lòng chịu nhục. Cho nên, trên người sát thủ mạng đêm căn bản cũng không có mang theo mị độc giải dược. Không có giải dược mị độc. Vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Lãng nhìn đã triệt để đánh mất ý chí kinh kỳ, hai tròng mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn không dám đánh ngất kinh ngạc, bởi vì hắn không biết mị độc trên người kinh kỳ rốt cuộc khủng bố tới mức nào. Nếu sau khi đánh ngất kinh kỳ, kinh kỳ có lẽ sẽ sống sót nhưng rất có khả năng sẽ đốt hỏng đầu óc biến thành kẻ ngốc hoặc có lẽ kinh kỳ chịu không nổi vĩnh viễn không tỉnh lại được đối mặt vấn đề như vậy thẩm lãng có chút do dự hắn muốn cứu kinh kỳ nhưng thật sự không muốn thông qua chính mình giải độc cho kinh kỳ tự tình thương về sau thẩm lãng tự nhận không phải quân tử cứu hay không cứu hắn rối rắm sau nhiều lần cân nhắc thẩm lãng hai tròng mắt hiện lên một tia quyết đoán Bá thẩm lãng nhặt lên kinh kỳ kiếm, hướng về đối với hắn tàn sát bừa bãi kinh kỳ, hướng về trên núi mà đi. Hắn vừa mới xuống núi thời điểm, nhưng là gặp được một cái phi thường thích hợp địa phương. Nơi này rất bí mật, vừa vặn thích hợp ẩn thân, giải độc cho kinh kỳ. Sớm thôi. Thẩm lãng liền ông kinh kỳ tới địa phương. Kinh kỳ, đây là người trêu chọc ta, không trách được ta. Thẩm lãng nhìn trong ngực không kiên nể gì kinh kỳ, thì thào tự nói hắn chính là tuổi huyết khí phương cương. Lập tức, hướng về phía kinh kỳ hôn xuống. Hai mắt kinh kỳ hiện lên một tia thanh minh, nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy. Thật ra, tại thẩm lãng cho nàng uy hạ chữa thương đang sau đó, kinh kỳ ý thức từng có ngắn ngủi khôi phục. Mà sau khi uống thuốc giải, ý thức của nàng khi thì khôi phục, khi thì mất đi. Cuối cùng, có lẽ là vô lực dãy dụa, hoặc có lẽ là vô tình dãy dụa, tuân theo nội tâm của mình ý chí của kinh kỳ vẫn bị dục vọng nuốt chửng. Tại thẩm lãng hôn xuống một khắc kia, nàng hoàn toàn rơi vào tay giặc. Nàng nhiệt tình như lửa, hắn nhu tình như nước. Củi khô liệt hỏa trong nháy mắt thiêu đốt lên. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 4. Có thù tất báo, bá khí âm âm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày hôm sau lặng lẽ tới. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào thẩm lãng và kinh kỳ. Thẩm lãng cùng kinh kỳ hai người không hẹn mà cùng tỉnh lại. Thẩm lãng nhìn dựa sát vào trong lòng mình kinh kỳ, thầm thúy hai tròng mắt khó có thể làm cho người ta nắm bắt. Người áo đen tối hôm qua đuổi giết kinh kỳ, không phải là sát thủ giăng lưới. Kinh kỳ vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Hiện tại, bị chính mình cắt trâu thẩm lãng trên mặt không khỏi lộ ra ý cười hắn không đứng dậy trước mà nằm bất động không đành lòng đánh thức kinh kỳ mà kinh kỳ giờ này khắc này cũng dần dần tỉnh táo lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua vẻ mặt cô vô cùng phức tạp vòng tay thẩm lãng vô cùng ấm áp kinh kỳ mê luyến bá hai mắt kinh kỳ hiện lên một tia không nở đột nhiên ngồi dậy lập tức nhanh chóng nắm lấy quần áo bên cạnh mặc vào Thẩm Lãng thấy thế, cũng đứng lên, thu thập lên. Trong chớp mắt, hai người liền thu thập xong. Kinh Kỳ cầm lấy trên mặt đất kinh kỳ kiếm, không nói hai lời, lời kiếm thoát vỏ, thẳng lấy Thẩm Lãng cổ họng. Thẩm Lãng mặt không đổi sắc, không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Bá Kinh Kỳ tại lời kiếm khoảng cách Thẩm Lãng cổ họng vẹn vẹn không đến một ly địa phương ngừng lại. Nàng vẫn không đành lòng giết Thẩm Lãng. Dù sao tối hôm qua là thẩm lãng ra tay cứu nàng. Nếu như không có thẩm lãng, chỉ sợ nàng khả năng đã tự sát bỏ mình, bạo tử hoang dã. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình cùng thẩm lãng có da thịt chi thân, tự hồ vẫn là chính mình chủ động. Trong lòng kinh kỳ ngượng ngùng, phẫn nộ, rối rắm, may mắn, hài lòng. Các loại cảm xúc đều có, phức tạp vô cùng. Ngươi là ai? Hai tròng mắt kinh kỳ vừa chuyển, trở nên sắc bén cô nương. Ngươi là muốn lấy oán trả ơn sao? Thẩm lãng hai tròng mắt nhìn thẳng Kinh Kỳ, không có chút nào sợ hãi ý tướng. Kinh Kỳ nghe vậy, thần sắc lạnh lùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Kinh Kỳ lại lớn tiếng chất vấn. Thẩm lãng nhất thời nhíu mày. Tự hồ mình đối với Kinh Kỳ vẫn là quá khách khí. Đáng lẽ tối qua không nên dễ dàng vòng qua cô như vậy. Muốn giết ta, ngươi liền đồng thủ đi. Thẩm Lãng hai trong mắt cũng lạnh lùng lên. Nếu Kinh Kỳ thật sự muốn giết hắn, chỉ sợ đã sớm không kéo dài đến bây giờ. Tỉnh lại trước tiên, chỉ sợ chính là lập tức giết chết hắn. Thẩm Lãng cũng không quen kinh ngạc. Kinh Kỳ chỉ kiếm vào cổ họng hắn, giọng điệu không còn khách khí nữa. "Ngươi?" Kinh Kỳ không nghĩ tới Thẩm Lãng ngữ khí lạnh lùng như thế, nhất thời trong lòng cảm thấy ủy khuất. Cô cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy tâm tình như vậy khí thế sắc bén phát ra từ người kinh kỳ liền yếu đi đôi mắt cơ trí của thẩm lãng chớp động một chút hắn nhìn ra sự khác thường của kinh kỳ thẩm lãng chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng đem chỉ vào cổ họng mình kinh kỳ kiếm đẩy ra lập tức tiến lên một bước tới gần kinh kỳ trong ánh mắt phức tạp của kinh kỳ một tay kéo kinh kỳ lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào kinh kỳ giọng nói cực kỳ từ tính vang lên nữ nhân tối hôm qua là chính ngươi trêu chọc ta. Có cần giúp anh nhớ lại không? Ánh mắt thẩm lãng sáng quắc. Kinh kỳ căn bản cũng không có nghĩ tới thẩm lãng này đột nhiên hành động. Khi nàng kịp phản ứng thời điểm, chính mình đã rơi vào thẩm lãng trong tay. Ngửi đến từ thẩm lãng trên người đặc biệt khí tức, đối mặt thẩm lãng nóng rực ánh mắt, kinh hải hoảng hốt. Nàng cũng muốn phẫn nộ đẩy thẩm lãng ra, sau đó nhẫn tâm cho thẩm lãng một kiếm, giết thẩm lãng. Tuy nhiên, tâm không do thân, nàng thật sự làm không được. Anh, anh buông tôi ra. Kinh Kỳ nhìn thấy không cách nào tránh ra Thẩm Lãng tay, chỉ có thể nên đón Thẩm Lãng tầm mắt, ngữ khí hơi khẩn cầu chi ý. Thẩm Lãng nghe vậy, khóe miệng lộ ra ý cười. Nữ nhân, nhớ kỹ, ta gọi Thẩm Lãng. Thẩm Lãng ngữ khí ngược lại trở nên ôn nhu. Nếu Kinh Kỳ đã chịu thua hắn ngược lại có thể cho kinh kỳ sắc mặt tốt ân ừ. kinh kỳ cũng không biết mình rốt cuộc làm sao vậy nghe được thẩm lãng nói không khỏi nhẹ ừ một tiếng ánh mắt không dám né tránh ra không dám cùng thẩm lãng tiếp xúc thẩm lãng thấy thế liền buông lỏng tay kinh kỳ ra kinh kỳ nhất thời cảm giác đáy lòng trống rỗng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua thẩm lãng tựa hồ lưu luyến thẩm lãng vừa mới ấm áp bàn tay to những hắc y nhân tối hôm qua đuổi giết ngươi là ai? Thẩm lãng không muốn bầu không khí xấu hổ xuống dưới, chủ động dời đi đề tài. Sát thủ bóng đêm. Hai mắt kinh kỳ lóe lên hàng quang. Nàng chưa từng chật vật như ngày hôm qua, màn đêm cũng dám đuổi giết nàng như thế. Kinh kỳ đã quyết định, tuyệt đối sẽ không để màn đêm dễ chịu. Dù là vi phạm lưới mệnh lệnh, nàng cũng muốn trả thù trở về. Sát thủ đêm. Thẩm lãng nghe vậy, lông mày khẽ nhíu lại lập tức hai tròng mắt lạnh lùng dám cả gan truy sát nữ nhân của ta ta sẽ làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn thẩm lãng sát khí bắn ra chung quanh không khí trong nháy mắt làm lạnh giống nhau trở nên rét lạnh lên mà kinh kỳ nghe được thẩm lãng nói nhất thời sắc mặt đỏ bừng ta là nữ nhân của hắn hắn đây là muốn giúp ta báo thù sao kinh kỳ cảm động nàng thân là la võng thiên tự cấp sát thủ chưa từng có người như vậy quan tâm qua nàng mà thẩm lãng lời này tuy rằng bá đạo nhưng là ấm áp lòng của nàng kinh kỳ nhìn về phía thẩm lãng ánh mắt trở nên nhu hòa chút ít Người không phải đối thủ của bọn họ đây là chuyện của ta ta sẽ tự mình tìm bọn họ báo thù kinh kỳ biết thẩm lãng tu vi chỉ là đại tông sư nhị trọng đỉnh phong nàng không muốn thẩm lãng trêu chọc lên màn đêm tổ chức thẩm lãng bị lời của kinh kỳ làm cho tức giận, mặc dù hắn biết kinh kỳ hiện tại nói là lời nói thật. Hiện tại hắn đích xác không phải màn đêm tổ chức đối thủ, nhưng đây chỉ là hiện tại mà thôi, cũng không đại biểu tương lai. Có thần cấp nhiệm vụ hệ thống cái này ngón tay vàng tồn tại, chính mình nếu như còn sợ hãi chống lại màn đêm tổ chức, diệt không được màn đêm tổ chức, vậy thật sự là sống uổng phí một đời. Thẩm lãng hai trong mắt lạnh lùng lên, tiến lên một bước, khơi màu kinh kỳ cầm, ngưng mắt nhìn Kinh Kỳ, ngữ khí bá đạo mà tự tin nói: "Kinh Kỳ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đã là nữ nhân của ta. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ta mặc kệ màn đêm cường đại như thế nào, bọn họ dám đuổi giết ngươi, như vậy sẽ phải đối mặt với sự trả thù không ngừng nghỉ của ta. Ta cũng không quan tâm lưới mạnh như thế nào, nếu bọn họ còn dám tiếp tục lợi dụng ngươi, như vậy chờ đợi bọn họ, chỉ có tử vong cùng hủy diệt." Kinh kỳ lần nữa bị thẩm lãng hành động sợ ngay người. Đồng thời, bị thẩm lãng khí phách cùng tự tin cho khiếp sợ đến. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Nhìn thâm mâu ngưng mắt nhìn thẩm lãng của nàng, nội tâm kinh kỳ một mảnh bối rối. Mặc dù nàng không phải rất tin tưởng thẩm lãng vừa mới nói lời nói, nhưng vẫn là lần nữa bị cảm động đến. Tự hồ, cảm giác được người che chở phi thường không tồi. Kinh kỳ lạnh như băng tâm, lần nữa bị thẩm lãng ấm áp đến, chiếm được hòa tan. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Năm, bá đạo thẩm lãng, kinh nghe hoảng hốt mà chạy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thật lâu sau. Kinh kỳ mới bừng tỉnh lại. Nghĩ đến chính mình vừa mới thất thần, nhất thời sắc mặt đỏ bừng một mảnh, không dám nhìn thẳng thẩm lãng thâm thúy đôi mắt bá thân ảnh kinh kỳ chợt lóe lập tức lui ra thân sắc phức tạp nhìn thoáng qua thẩm lãng về sau xoay người liền nhanh chóng hướng phía dưới núi nhảy đi dường như nàng đang sợ hãi thẩm lãng hoặc có lẽ nàng không muốn liên lụy thẩm lãng màn đêm và lưới văng đều là thế lực đứng đầu không dễ đối phó như vậy nàng không biết thẩm lãng đến cùng có cái gì dựa vào dám nói muốn hủy diệt màn đêm cùng lưới Kinh kỳ thân là sát thủ cấp la võng thiên tự, tự nhiên biết màn đêm cùng la võng khủng bố. Thẩm lãng muốn đối phó màn đêm cùng lưới giăng, trừ phi có thể so với chúng nó càng cường đại hơn. Tuy nhiên, hiện tại đại tông sư nhị trọng đỉnh phong tu vi, kinh kỳ tự nhiên không cho rằng thẩm lãng có hủy diệt màn đêm cùng la võng thực lực. Thần sắc kinh kỳ phức tạp rời đi. Có lẽ, nàng vĩnh viễn sẽ không lại cùng thẩm lãng gặp nhau. Quên nhau trên giang hồ, có lẽ chính là nàng đối thẩm lãng cái này để cho nàng duy nhất động tâm nam nhân bảo hộ thù của nàng chính nàng sẽ đi báo về phần thoát ly lưới kinh kỳ giờ này khắc này không có ý nghĩ như vậy dù sao nàng còn chưa đủ cường đại thẩm lãng thấy kinh kỳ xoay người rời đi trong lúc nhất thời phản ứng không kịp khi hắn kịp phản ứng kinh kỳ đã cách xa hắn hơn trăm mét thẩm lãng lập tức thân ảnh khẽ động đuổi theo tuy nhiên kinh kỳ tự hồ căn bản cũng không muốn để thẩm lãng đuổi theo ý tứ tăng nhanh rời đi tốc độ thẩm lãng còn không có tu luyện tốc độ thân pháp chỉ bằng vào tự thân công lực đuổi theo kinh kỳ căn bản là đuổi không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh kỳ cách hắn càng ngày càng xa biến mất trước mắt hắn bá thẩm lãng nhìn thấy đuổi không kịp kinh kỳ sau đó liền ngừng lại kinh kỳ ngươi cho rằng bỏ đi là được sao thẩm lãng nhìn kinh kỳ rời đi phương hướng hai mắt phong mang chấp động. Đấy lòng hắn đã quyết định, mau chống cường đại thực lực của mình, đến lúc đó để Kinh Kỳ biết lời hắn nói không phải lời nói suông, mà là lời nói thật. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vòng qua Kinh Kỳ hôm nay bỏ đi. Tổ chức màn đêm truy sát Kinh Kỳ như vậy, chắc hẳn Kinh Kỳ sẽ trả thù bọn họ. Chỉ cần Kinh Kỳ trả thù màn đêm, nhất định sẽ tới Tân Trịnh Thành, thủ đô Hàn Quốc. Hiện tại ta đuổi không kịp Kinh Kỳ vậy trực tiếp đi tân trịnh thành có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại kinh kỳ thẩm lãng hai tròng mắt rất nhanh chuyển động rất nhanh liền có quyết định sau khi quyết định xuống dưới thẩm lãng liền không vội chạy đi lập tức thẩm lãng từ trong ngực lấy ra tối hôm qua từ màn đêm sát thủ trên người tìm tòi mà đến dư đồ xem xét lại nhìn một hồi lâu cũng không xác nhận được mình hiện tại rốt cuộc đang ở nơi nào xem ra phải tìm một tòa thành trì xác nhận một chút mới được. Thẩm lãng thì thào tự nói, bất đắc dĩ đem dư đồ thu lại. Mở bản thuộc tính ra. Thẩm lãng trong lòng mặc niệm. Lập tức, kiểm tra bản thuộc tính hệ thống. Ký chủ. Thẩm lãng tuổi. 24 tuổi, thế lực. Vô Tu Vi. Đại Tông Sư Nhị Trọng Đỉnh Phong, Võ Công. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Vũ Khí nôn vật phẩm không ta đây là nhân viên ba không a thẩm lãng nhìn hệ thống thuộc tính mặt bản phía trên ba cái không chữ lẩm bẩm nói đại tông sư nhị trọng đỉnh phong cảnh giới lại có kim cương bất hoại thần công làm bạn ngược lại có một chút thực lực tự vệ nhưng mà đối mặt với đại tông sư cường giả cùng với thiên nhân cường giả vẫn là không đủ tư cách ta phải nhanh chóng tăng lên thực lực mới được trả thù màn đêm cùng với đối phó lưới không có thực lực chẳng phải là người si nói mộng muốn kinh kỳ thoát khỏi lưới phải cường đại đến mức lưới không dám trêu chọc ta mới được thẩm lãng hai tròng mắt sắc bén chấp động tản ra quang mang sắc bén hiện tại phải nhanh chóng tìm được thành trì phụ cận tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc đang ở nơi nào tân trịnh thành thủ đô của hàn quốc tôi nhất định phải đi thẩm lãng thần sắc kiên định kinh kỳ bây giờ là nữ nhân của hắn bị sát thủ màn đêm truy sát hắn thế nào cũng phải thay kinh kỳ trả thù mới được nếu không uổng công làm chồng thẩm lãng thần sắc vừa chuyển thân ảnh khẽ động hướng về kinh kỳ rời đi yên tâm mà đi trong lòng có chút chờ mong có thể đuổi kịp kinh kỳ mặc dù đây là chuyện cơ hội không có khả năng xảy ra nhưng thẩm lãng vẫn làm bên này thẩm lãng hướng về phía kinh kỳ rời đi phương hướng đuổi theo bên kia kinh kỳ sợ thẩm lãng đuổi theo, chạy được rất xa về sau, mới ở trên một cây đại thụ ngừng lại. Nhìn về hướng trời đi, đôi mắt hiện lên một tia mất mát. Tự hồ đối với thẩm lãng không có đuổi theo nàng, có chút thương cảm. Thẩm lãng, hy vọng ngươi không nên lỗ mãn làm chuyện ngu ngốc. Màn đêm và lưới giăng không phải là điều tốt. Ta thật không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Kinh kỳ đứng trên thân cây, thì thào tự nói. Mà đúng lúc này thu một tiếng chim hót truyền đến. Kinh kỳ ngẩng đầu nhìn, nhíu mày. Cô không ngờ con chim gián điệp giăng lưới lại tìm được cô nhanh như vậy. Chim cánh gián điệp này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhãn lực so với chim ưng còn sắc bén hơn, lúc bay, không phát ra bất cứ âm thanh gì. Cho nên là chuyên môn bị chư tử bách gia huấn luyện dùng để theo dõi. Chư tử bách gia đều có thủ đoạn đặc thù của riêng mình, để gián điệp cánh chim tập trung vào mục tiêu theo dõi kinh kỳ cao mày nhìn thoáng qua dáng điệp cánh chim, lập tức vươn tay về phía nó. Điệp viên sĩ điểu thấy thế, liền bay xuống phía kinh kỳ, rơi vào lòng bàn tay kinh kỳ. Kinh kỳ lấy lá thư trên chân dáng điệp cánh chim xuống. Sau đó thả chim điệp viên ra. Kinh kỳ mở thư ra, nhìn. Sau khi xem xong nội dung trong thư, đôi mắt kinh kỳ trở nên lạnh lùng. Kinh kỳ thật không ngờ lưới lại để cho nàng lập tức trở về nước tầng, hơn nữa trong vòng ba ngày trở lại thành hàm dương thủ đô nước tần đi chấp hành một nhiệm vụ khác nàng biết la võng đây là không muốn cùng màn đêm trở mặt cho nên cố ý muốn điều nàng trở về kinh kỳ hai tay nắm chặt phẫn nộ không thôi thư trong tay trong nháy mắt bị nàng nặng thành bột phấn đáng giận kinh kỳ tức giận nói thiệt thòi lớn như vậy lưới không giúp nàng ra mặt coi như xong lại còn muốn bao che tổ chức màn đêm ngăn cản nàng trả cả thù tổ chức màn đêm nghĩ đến mình bây giờ còn không có thực lực phản kháng lưới kinh kỳ phi thường không cam lòng hiện tại thực lực của nàng không đủ để có thể làm cho lưới sợ hãi cho nên chỉ có thể nén giận chờ đợi thời cơ thích hợp thoát ly lưới thật lâu sau kinh kỳ mới bình phục tâm tình không cam lòng thay đổi lộ tuyến đi về phía tần quốc mà thẩm lãng đối với cái này thì là hoàn toàn không biết gì cả Hắn còn tưởng rằng có thể gặp lại kinh kỳ ở Hàn Quốc. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 6, đến Nam Dương Thành, phát động nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Nửa canh giờ sau, Thẩm Lãng đi ra Hoang Sơn giả lĩnh, cũng phát hiện một tòa thành trì. Sau khi tiến vào thành trì, tìm một bách tính hỏi một chút mới biết được mình hiện tại đang ở nơi nào thành trì này là một tòa thành trì nhỏ ở biên giới hàn quốc mà thẩm lãng lúc trước gặp được kinh kỳ địa phương chính là hàn quốc cùng sở quốc hai nước ở giữa ranh giới vị trí hàn quốc bên này thẩm lãng rất nhanh liền tìm được một gian khách sạn ở lại trong phòng khách sạn thẩm lãng ăn xong bánh ngọt về sau liền lấy ra dư đồ nhìn lên màn đêm dám cả gan đuổi giết kinh kỳ, ta phải thay kinh kỳ trả thù bọn họ mới được. Nữ nhân dám đuổi giết ta, ta muốn cho bọn họ chết không có chỗ chôn. bắt đầu từ thành trì này đi, chắc chắn sẽ có cứ điểm màn đêm. đêm nay nhổ cứ điểm màn đêm ở tòa thành trì này, liền đi tới nam dương thành. trước tiên giết phỉ thúy hổ tài vụ đại thần cơ vô dạ, nành vuốt đắc lực như thế bị ta giết, không thể nghi ngờ tương đương với đoạn cơ vô dạ một cánh tay nói vậy cơ vô dạ sẽ tức giận đến học máu. Thẩm lãng đôi mắt mũi nhọn chấp động, trong lòng đã trả thù kế hoạch. Mà ngay tại thẩm lãng quyết định sau đó, hệ thống dễ nghe thanh âm vang lên. Đinh Phát động nhiệm vụ Đi tới Nam Dương Thành xem, chém giết vị Thúy Hổ. Nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được khen thưởng một Tàn ảnh bộ Nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được khen thưởng hai Anh hùng kiếm đến từ phong vân, nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được khen thưởng 3, 15 năm công lực. Tàng ảnh bộ Anh hùng kiếm Chém giết phỉ thúy hổ, hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đạt được 15 năm công lực. Tốt lắm! Nhiệm vụ này tôi nhận. Ba phần thưởng, ta cũng không muốn bỏ qua. Anh hùng kiếm đến từ phong vân, coi như là danh kiếm vang danh thiên hạ, tuyệt đối không kém các danh kiếm như thiên vấn, uyên hồng, cử khuyết trong thế giới này tàn ảnh bộ rõ ràng chính là tốc độ thân pháp chỉ tiếc không thể lấy được trước nếu không đi tới nam dương thành sẽ dễ dàng hơn thẩm lãng hai tròng mắt chớp động trong lòng mặc niệm lĩnh nhiệm vụ âm thầm suy tư lên bây giờ vẫn là ban ngày ngược lại có thể tìm hiểu một chút màn đêm ở tòa thành trì này bên trong cứ điểm đợi đến ban đêm thời cơ thích hợp liền đem này cứ điểm nhổ thẩm lãng nói làm liền làm lập tức đi ra khách điếm, tìm hiểu tình báo. Sớm thôi. Thẩm lãng tìm hiểu được. Đêm khuya. Thẩm lãng liền lặng lẽ không một tiếng động nhổ màn đêm ở tòa thành trì này bên trong cứ điểm. Sau đó, liền trực tiếp suốt đêm hướng Nam Dương Thành mà đi. Hai ngày sau. Vào buổi sáng ngày thứ ba, thẩm lãng rốt cục đã tới Nam Dương Thành. Tiến vào Nam Dương Thành sau đó, thẩm lãng cũng không có vội vã đi phỉ thúy sơn trang ám sát phỉ thúy hổ, mà là tìm một gian phi thường náo nhiệt xa hoa khách sạn ở lại. Liên tục lên đường hai ngày, hắn nên nghỉ ngơi thật tốt một phen, dưỡng tinh trữ duệ. Đồng thời tìm người tìm hiểu động tỉnh phỉ thúy sơn trang và hướng đi của phỉ thúy hổ. Chém giết phỉ thúy hổ không vội nhất thời, dù sao phỉ thúy hổ chỉ cần ở Nam Dương Thành này, liền tuyệt đối sẽ không sống quá ba ngày. Trong vòng ba ngày, hắn phải giết phỉ thúy hổ. Thẩm lãng sát khí sắc bén quyết định về sau, Thẩm Lãng liền ngủ đi qua. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Trầm Lãng mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Đơn giản thu thập một phen, Thẩm Lãng liền từ trong phòng đi ra. Trong đại sảnh khách sạn, tìm một chỗ ngồi, liền ngồi xuống. Sau đó, gọi tiểu nhị tới, gọi mấy món ăn. Khách sạn này quả nhiên ban đêm cũng vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Thẩm Lãng một mình ngồi ở một bên, vừa ăn vừa nghe rất thật để cho hắn nghe được không ít về phỉ thúy hổ cùng phỉ thúy sơn trang sự tình các ngươi nghe nói chưa phỉ thúy hổ tối ngày kia sẽ tổ chức một bữa tiệc ca múa nghe nói người nổi danh trong thành nam dương đều sẽ đến tham gia bất quá không phải chỉ có người nổi danh trong nam dương thành đều đến tham gia yến hội mà là toàn bộ người nổi danh trong nam dương quận chúng ta đều đến tham gia a à, thật vậy sao tin tức này của ta chính là từ chỗ cháu trai của tiểu thiếp biểu ca của bác cô ta nghe được nghe nói hắn chính là thân vệ bên người phỉ thúy hổ phỉ thúy hổ rất nhiều chuyện đều phải hắn đi làm tuyệt đối không sai được ai nha ta đây không phải không biết ngươi có cháu trai lợi hại như vậy sao xin đừng trách không phải cháu của ta là cháu của tiểu thiếp của biểu ca bác cô ta ai nha thì ra là cháu của tiểu thiếp biểu ca của bác cô ngươi ngươi cũng rất lợi hại hắn dù sao cũng phải có quan hệ với ngươi không phải sao đúng vậy ta nói cho ngươi biết phỉ thúy hổ lần này cố ý tổ chức ca múa thịnh yến là có thâm ý a à, ý của ngươi là lần ca múa thịnh yến này không đơn giản đương nhiên không đơn giản phỉ thúy hổ là một trong tứ hung tướng dưới trướng đại tướng quân ba ngày sau hắn sẽ đi tân trịnh thành gặp đại tướng quân Tuy rằng hàng năm hắn đều đi Tân Trịnh Thành gặp đại tướng quân một lần, nhưng lần này đại tướng quân đặc biệt phái người đến hạ đạt mệnh lệnh, tự hồ có đại sự muốn thương nghị, hắn đương nhiên sẽ không tay không mà đi. Phỉ thúy hổ lòng tham vô đấy, ngươi nói trước khi hắn rời khỏi Nam Dương Thành, sẽ bỏ qua cơ hội vơ vét của cải như vậy sao? Hẳn là sẽ không. Hắn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Nam Dương quận nhân sĩ nổi danh tham gia yến hội, mục đích lớn nhất chính là vì vơ vét của cải, thứ hai đương nhiên là vì khoe khoang địa vị của hắn thứ ba là vì kinh sợ nam dương quận các phương thế lực cảnh cáo các phương thế lực không nên tại hắn rời đi nam dương thành sau làm chuyện vậy biết rõ mục đích của phỉ thúy hổ sẽ có người đi tham gia bữa tiệc ca múa do hắn tổ chức sao đương nhiên có người trở về tham gia hơn nữa chỉ nhiều không ít nịnh bờ phỉ thúy hổ liền có thể có cơ hội kết giao với đại tướng quân cơ hội như vậy đặt ở trước mắt ngươi cảm thấy bọn họ sẽ buông tha sao chỉ cần không phải phỉ thúy hổ cùng đại tướng quân địch nhân, hẳn là đều sẽ đến tham gia. Đặc biệt là những người thấy lợi quên nghĩa, A Du nịnh hót, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ca múa thịnh yến. Ha ha. Thẩm lãng bất động thanh tức nghe, nhưng hắc diệu thạch hai trọng mắt nhưng là hàng quan lóe ra. Tối ngày kia sao? Phỉ thúy hổ, vậy ta cho ngươi sống thêm một ngày đi. Buổi tối ngày kia, là ngày chết của ngươi. Kế hoạch ban đầu là tối mai lẻn vào phỉ thúy Sơn Trang, chém giết phỉ thúy hổ. Nhưng anh không ngại để Emerald Tiger sống thêm một ngày. Tiệc ca múa. Hắn sẽ biến nó thành bữa tiệc tử thần cho Emerald Tiger. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 7. Đêm tối thăm dò phỉ thúy Sơn Trang, xảo ngộ lộng ngọc bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thời gian đang bay. Rất nhanh đã đến ngày phỉ thúy hổ tổ chức ca múa thịnh yến. Vào ban đêm. Bên trong phỉ thúy sơn trang đèn đuốc đỏ bừng, ca múa mừng cảnh thái bình tiếng người ồn ào, một cảnh tượng náo nhiệt. Trong đại sảnh, ngồi đầy tân khách đến tham gia yến hội, có danh sĩ giang hồ, có quan to quý nhân, có phú thương cự cổ, còn có không ít đại biểu thế lực không biết tên. Bọn họ một đám mặt hoa phục, đeo trang sức châu báu một bên thưởng thức mỹ thực rượu ngon một bên chuyện trò vui vẻ trong sàn nhảy vũ nữ mặc lộ mỏng nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng nhạc duyên dáng lay động kỹ thuật nhảy mê người chủ vị phỉ thúy hổ tai to miệng lớn ăn thịt miệng lớn uống rượu thật không thoải mái hai thiếp thị tựa vào hai bên trái phải hắn mi mục đưa tình trong mắt thủy quang lưng trong các nàng đều là mỹ nữ phỉ thúy hổ bỏ ra giá cao mua được không chỉ có dung mạo xuất chúng hơn nữa cầm kỳ thư hòa mọi thứ đều tinh thông hai gã thiếp thị này tận tâm hầu hạ hắn vẻ mặt quyến rũ tựa hồ rất thích phỉ thúy hổ để cho tân khách đang ngồi nhìn đều hâm mộ không thôi người như phỉ thúy hổ đều có mỹ nữ quanh quẩn quả thực là thiên lý khó dung bọn họ chỉ có thể hâm mộ đố kỵ hận không thể thay thế vị trí phỉ thúy hổ hưởng thụ xa xỉ như vậy nhưng mà trước mắt chỉ có thể trông mong nhìn cái gì cũng không làm được mà càng làm cho người ta tức giận chính là bọn họ đêm nay cơ hồ đều là đến nịnh bờ phỉ thúy hổ muốn thông qua phỉ thúy hổ được cơ vô dạ thưởng thức bất đắc dĩ mọi người chỉ có thể đem tầm mắt chuyển dời đến đại sảnh chính giữa sàn nhảy những kia nhẹ nhàng nhảy múa vũ nữ để giải trong lòng buồn bực phỉ thúy hổ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người trong lòng càng thêm vui sướng hắn thích người khác nhìn lại không ăn được bộ dáng buồn bực ha 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 đến tất cả mọi người đến uống rượu ta kính các ngươi một ly phỉ thúy hổ cười ha ha giơ chén rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch là chúng ta nên kính phỉ đại nhân một ly trước mới đúng phỉ đại nhân khách khí rồi phỉ đại nhân mời rượu chúng ta sao có thể không uống ta làm khách khứa đang ngồi đều không hẹn mà cùng khen tặng sau đó giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch phỉ thúy hổ phi thường hưởng thụ những tân khách trước mắt khen tặng phỉ đại nhân xưng hô này hắn phi thường thích không bắt mắt trong góc thẩm lãng thờ ơ nhìn tất cả những thứ này chậm ri sờ ăn mỹ thực uống rượu ngon không hề bị ảnh hưởng bởi vì vị trí của hắn không đáng chú ý phỉ thúy hổ cũng không phát hiện ra hắn mà thẩm lãng phụ cận tân khách thì là thấy nhưng không thể trách cũng không có trêu chọc thẩm lãng dù sao đối với thẩm lãng bọn họ cũng không biết không dám dễ dàng đắc tội người này dám ở chỗ phỉ thúy hổ ngạo mạn như thế chắc là không có sợ hãi bọn họ vẫn là chuyện không liên quan đến mình thì tốt hơn mà khoảng cách thẩm lãng tương đối xa tân khách lực chú ý đều ở phỉ thúy hổ trên người nơi nào sẽ chú ý thẩm lãng thẩm lãng tại sao lại lấy thân phận khách mời xuất hiện ở chỗ này đây chuyện này phải bắt đầu từ hôm qua đêm qua hắn giết một tên đắc tội hắn vi phú bất nhân phú thương lấy đi này phú thương thư mời cho nên hôm nay dịch dung đến tham gia ca múa thịnh yến của phỉ thúy hổ rượu qua ba tuần phỉ thúy hổ biến sắc ngữ khí nghiêm túc nói chư vị đến đây là nể mặt phỉ thúy hổ ta chư vị yên tâm chỉ cần có phỉ thúy hổ ta ăn một miếng tuyệt đối không đói bụng được khách khứa đang ngồi nghe vậy đều lộ vẻ vui mừng bọn họ không phải vì thế mà đến sao? Được phỉ thúy hổ hứa hẹn, chính là mục đích đêm nay của bọn họ. Có phỉ thúy hổ những lời này, nói vậy tương lai sẽ có cơ hội được cơ vô dạ thưởng thức. Dù sao, phỉ thúy hổ chính là một trong tứ hung tướng dưới trướng cơ vô dạ, nếu hắn ở cơ vô dạ cùng điều kiện tiên quyết cùng bọn họ, cơ vô dạ chắc hẳn cũng sẽ lưu ý đến bọn họ. Đa tạ phỉ đại nhân Chúng ta nhất định nghe theo phân phó của ngài, tuyệt đối sẽ không vi phạm ngài chúng ta làm sao có thể không tin phỉ đại nhân phỉ đại nhân thật sự quá khách khí phỉ đại nhân chiếu cố chúng ta như vậy là phúc khí của chúng ta chúng ta tuyệt đối ủng hộ phỉ đại nhân chúng tân khách ngươi một lời ta một câu khen tặng phỉ thúy hổ quả thực chính là không cần thể diện phỉ thúy hổ rất hưởng thụ bọn họ vuốt mông ngựa ha 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 mông chư vị ưu ái đến làm rồi. Phỉ Thúy Hổ cười ha ha, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Khô rồi. Chúng tân khách cũng nhao nhao giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lại thêm mấy chén rượu vào bụng, Phỉ Thúy Hổ tự hồ nhớ tới cái gì đó. Đột nhiên, đối với bên ngoài cao giọng hô. Người đâu? Chúng tân khách nghe tiếng, thần sắc sửng sốt, không rõ nguyên do. Bọn họ không biết vì sao Phỉ Thúy Hổ đột nhiên hô lớn gọi người, thần sắc không thay đổi nhưng hai mắt tối tăm không rõ đát 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 nhanh lên liền có thị vệ đi tới quỳ một gối trước phỉ thúy hổ thần sắc cung kính đát đại nhân phỉ thúy hổ nhìn thị vệ một cái ngữ khí bất mãn hỏi lộng ngọc cô nương của tử lang hiên tới chưa nếu tới bảo nàng nhanh chóng tiến vào tấu nhạc cho chúng ta nếu còn chưa tới ngươi mau dẫn người đi mời nàng tới đừng để chúng ta đợi lâu chữ mời này, phỉ thúy hộ cố ý nhấn mạnh ngữ khí. Là đại nhân. Thì vệ nghe vậy, vội vàng lĩnh mệnh. Phỉ thúy hổ thấy thế, nhất thời hai mắt hiếp lại. Ý tứ lời này của thị vệ, đó chính là tử lan hiên lộng ngọc còn chưa tới. Phỉ thúy hổ trong lòng khó chịu. Hắn nghe nói tử lan hiên lộng ngọc ở Nam Dương Thành, liền cố ý bỏ ra giá cao, thành ý mời nàng đến tấu nhạc trợ hứng. Thật không ngờ đã qua ba tuần rượu, lộng ngọc tử lan hiên vẫn chưa tới. Đây là không cho hắn mặt mũi phỉ thúy hổ a. À. Phỉ thúy hổ đối với chuyện này tự nhiên trong lòng không vui. Còn không mau đi trước. Phỉ thúy hổ giận dữ quát lớn. Là đại nhân. Thì vệ vội vàng đáp, lập tức đứng lên, bước nhanh đi. Tử lan hiên lộng ngọc. Thẩm lãng hai tròng mắt chấp động, ánh mắt tối tăm không rõ. Hắn thật không ngờ phỉ thúy hổ lại mời tử lan hiên lộng ngọc đến cũng không biết lọng ngọc này rốt cuộc có đến hay không. Tuy nhiên, đó không phải là điều anh ấy quan tâm. Hắn ăn uống no đủ, chính là ngày chết của phỉ thúy hổ đã tới. Thẩm lãng rất nhanh liền vứt ra sau đầu, tiếp tục hưởng thụ lên mỹ thực rượu ngon. Phỉ đại nhân mời lọng ngọc cô nương đến đây. Không ngờ phỉ đại nhân lại coi trọng chúng ta như vậy, nghe nói lọng ngọc cô nương này rất khó mời. Đúng vậy ta nghe nói cho dù là vị kia mời lộng ngọc cô nương cũng tốn không ít khí lực không nghĩ tới lộng ngọc cô nương lại được mời đến chỉ là sao bây giờ còn không thấy nàng hiện thân chẳng lẽ là cố ý trêu chọc phỉ đại nhân chắc là không chắc là trên đường chậm trễ lộng ngọc cô nương không phải tử nữ cô nương nàng không dám trêu chọc phỉ đại nhân ai dám trêu đùa phỉ đại nhân đây không phải là muốn chết sao lộng ngọc cô nương chỉ là cầm cơ do tử nữ cô nương dạy ra mà thôi, mặc dù cầm kỹ của nàng siêu nhiên, cũng không dám làm càng. Phỉ đại nhân là tâm phúc của đại tướng quân, nàng sao dám đắc tội? Không biết lát nữa cô ấy đến rồi, có bị phỉ đại nhân trách tội không? Khách khứa đang ngồi nhau nhau châu đầu ghé tai. Có người nổi lên lòng trắc ẩn đối với lộng ngọc, thế nhưng lo lắng lộng ngọc đợi được, phỉ thúy hổ sẽ làm khó dễ nàng mà càng nhiều hơn là khen tặng phỉ thúy hổ. Phỉ thúy hổ hoặc nhiều hoặc ít nghe được không ít lời khen tặng hắn, tức giận vừa rồi đối với lộng ngọc còn chưa tới đã biến mất không ít. Ngay sau đó, lại cùng chúng tân khách uống lên. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 8. Vì cứu người, lộng ngọc đơn thương độc mã mà đến bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lâu lắm đâu người bảo vệ vừa đi ra ngoài đã trở lại bẩm báo đại nhân lộng ngọc cô nương đã đến đang đợi bên ngoài thì vệ không người bẩm báo vậy còn không mau cho cô ấy vào phỉ thúy hổ lạnh giọng quát là đại nhân thì vệ nghe vậy sợ tới mức một trận vội vàng trả lời lui ra sớm thôi lộng ngọc đeo khăn che mặt liền từ bên ngoài đi vào phỉ thúy hổ cùng với các tân khách ở đây thấy thế nhao nhao nhìn về phía lộng ngọc không ngờ phỉ đại nhân thật sự mời lộng ngọc cô nương tới không biết lát nữa phỉ đại nhân có gây khó dễ cho lộng ngọc cô nương hay không với cách làm thường ngày của phỉ đại nhân e rằng tránh không được lộng ngọc cô nương khoan thai đến chậm thủy chung làm mất mặt phỉ đại nhân nếu phỉ đại nhân cái gì cũng không làm e rằng không thể nào nói nổi cũng đúng chỉ là một mỹ nhân như lộng ngọc cô nương nếu thật sự bị phỉ đại nhân làm khó thật đáng thương ngươi thật đáng thương sẽ không sợ phỉ đại nhân biết đem ngươi chúng tân khách châu đầu ghé tai thì thầm nhưng ánh mắt thủy chung không rời khỏi người lộng ngọc phỉ thúy hổ trên chủ vị trong nháy mắt nhìn thấy lộng ngọc tiến vào hai mắt liền nheo lại trong lòng đã có so đo thẩm lãng nhìn thấy lộng ngọc đứng ở giữa sàn nhảy chỉ là liếc mắt một cái, liền có chuyên tâm ăn thức ăn ngon cùng rượu ngon. Đối với sự xuất hiện của Lộng Ngọc, hắn không dám hứng thú. Lộng Ngọc cảm nhận được ánh mắt của phỉ thúy hổ và khách khứa, đôi mắt hiện lên một tia chán ghét. Nếu như không phải bị phỉ thúy hổ uy hiếp, nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Phỉ thúy hổ cũng dám lợi dụng tính mạng tỷ mùi chi nhánh tử lan hiên trong thành Nam Dương để uy hiếp nàng, nàng không thể không đến đây một chuyến cứu người lộng ngọc đè nén chán ghét trong lòng, ngẩng đầu nhìn phỉ thúy hổ, lạnh lùng nói. Phỉ đại nhân, ta đã tới, xin người lập tức thả người. Lộng ngọc không hề khách khí với phỉ thúy hổ, không hề nể mặt phỉ thúy hổ. Lời của nàng, trong nháy mắt làm cho không khí trong đại sảnh lạnh xuống. Khách khứa đang ngồi đều nhìn về phía phỉ thúy hổ, vẻ mặt nghi hoặc. Cảm tình phỉ thúy hổ là như vậy mời tử lan hiên lộng ngọc đến đây trong lòng mọi người âm thầm khinh bỉ cùng khinh thường nhưng thần sắc trên mặt không lộ ra chút nào phỉ thúy hổ cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của đám tân khách đẩy lòng hoặc nhiều hoặc ít biết suy nghĩ của bọn họ trong lòng đối với lộng ngọc không biết điều càng thêm bất mãn phỉ thúy hổ hiếp hai mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua lộng ngọc cao giọng hô người đâu mang người lên cho ta sớm thôi liền có thị vệ áp giải mấy nữ tử tử Lan hiên đi vào những nữ tử tử lang hiên này quần áo vẫn sạch sẽ có thể thấy được phỉ thúy hổ liền không có làm khó dễ các nàng dù sao hắn còn không muốn chọc giận tử lang hiên tử nữ lộng ngọc thấy các nàng không bị làm khó vẻ mặt thả lỏng lo lắng trong lòng thoáng buông lỏng nhưng lại lập tức trở nên lạnh lùng nhìn về phía phỉ thúy hổ lộng ngọc vẫn lạnh lùng nói thả các nàng ra phỉ thúy hổ nghe vậy cũng không tức giận Hắn khoác tay với đám thị vệ áp giải Tử Lang Hiên, ngữ khí tản mạn ra lệnh: "Thả người ra." Thị vệ nghe vậy, nhào nhào thả những nữ tử Tử Lang Hiên này ra. "Lộng Ngọc chủ tử, ngươi nhanh lên." Những nữ tử Tử Lang Hiên này muốn tiến lên khuyên Lộng Ngọc rời khỏi nơi này, lại bị Lộng Ngọc cắt ngang: "Các ngươi mau rời khỏi nơi này." Lộng Ngọc ngữ khí kiên quyết, không cho xen vào. "Lộng Ngọc chủ tử, những nữ tử này muốn nói lại thôi, tự hồ còn muốn khuyên nhủ nữa. Tuy nhiên, lộng ngọc thần sắc lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng nói. Thế nào? Mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao? Lộng ngọc thần sắc không nhìn ra chút nhu nhược nào, hai mắt thẳng bức những nữ tử này. Cũng đúng, nàng đây là đang cứu người, giờ này khắc này tuyệt đối không thể nhu nhược. Là lộng ngọc chủ tử. Những nữ tử tử lan hiên thấy thế, chỉ có thể gật đầu đáp lộng ngọc thấy thế tiến lên đưa cho các nàng vài thứ khẽ động cánh môi với các nàng những nữ tử tử lang hiên thấy thế lập tức hiểu ý lộng ngọc sau khi khẽ gật đầu với lộng ngọc liền xoay người đi ra đại sảnh đi ra ngoài phỉ thúy sơn trang các nàng không thể tiếp tục mang ở trong phỉ thúy sơn trang nếu phỉ thúy hổ thật sự làm khó lộng ngọc như vậy các nàng chính là điểm yếu của lộng ngọc chuyện như vậy các nàng tuyệt đối không cho phép phát sinh lần nữa phỉ thúy hổ cũng không ngăn cản mấy nữ tử tử lang hiên rời đi mục đích của hắn là để lộng ngọc đến đây đàn tấu cầm nhạc mà không phải trở mặt với tử lang hiên không có được cơ vô dạ mệnh lệnh hắn là không dám tự tiện trêu chọc tử lang hiên dù sao tử lang hiên tử nữ tuy rằng tu vi không cao nhưng cũng không phải đồng ý đối phó như vậy lộng ngọc cô nương người ta đã thả ngươi có nên bắt đầu đánh đàn hay không phỉ thúy hổ chăm chú nhìn lộng ngọc không thèm để ý tới lộng ngọc bên này phỉ thúy hổ vừa dứt lời liền có thị vệ đi vào nhanh chóng bố trí xong sân khấu lộng ngọc thấy thế khẽ nhíu mày cô ấy không muốn ở đây thêm một giây nào nữa vì thế liền đi tới cái ghế ở giữa sân khấu ngồi xuống phỉ thúy hổ cùng với tân khách ở đây đều mỏi mắt mong chờ mà thẩm lãng giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau vẫn như cũ chuyện không liên quan đến mình cao cao treo lên dáng vẻ ăn hắn trên mặt bàn mỹ thực cùng rượu ngon duy nhất để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là lòng ngọc dĩ nhiên vì cứu người dám can đảm đơn thương độc mã đến đây cái này ngược lại là cùng thẩm lãng trong trí nhớ nhận thức lòng ngọc không giống nhau có lẽ lòng ngọc vốn là người dũng cảm như vậy cũng không phải biểu hiện ra nhu nhược như vậy cũng đúng tử nữ tự mình bồi dưỡng một trong những người nối nghiệp, làm sao có thể yếu đuối được. Tất cả những thứ này, có lẽ chỉ là ngụy trang cho người khác xem mà thôi. Nhưng Lộng Ngọc rốt cuộc là người như thế nào, chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Hắn tới giết Phỉ Thúy Hổ, không phải tới tìm tội nghiên cứu Lộng Ngọc. Bất quá, trong nháy mắt Lộng Ngọc hiện thân, ngược lại kinh diễm đến hắn. Kẻ thù của kẻ thù có thể là bạn. Tự hồ có thể thăm giao, còn phải đợi nghiệm chứng. Lộng Ngọc ngồi trên ghế, hít sâu vài cái, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Sau khi tâm tình bình phục lại, nàng nhìn thoáng qua nhạc cầm trên mặt bàn, ngọc thủ nhẹ nâng lên, liền đánh đàn. Tiếng đàn vang lên, tiếng đàn uyển chuyển, chảy xuôi như suối trong, trong suốt như khe núi nước chảy, lại nhu hòa như ánh trăng, gột rửa tâm linh mọi người. Ở đây ngoại trừ thẩm lãng ra, tất cả mọi người đắm chìm trong âm nhạc tuyệt vời này, phản phất bị tiếng đàn này mang tới một thế giới khác tất cả mọi người trầm mê trong thế giới do tiếng đàn lộng ngọc tạo ra. Không biết đã qua bao lâu. Tiếng đàn của lộng ngọc dần dần lắng xuống, cuối cùng lặng lẽ biến mất không thấy bóng dáng tâm hơi. Đánh đàn kết thúc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ở đây thật lâu không có hoàng hồn. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 9. Phỉ Thúy Hổ làm loạn, Lộng Ngọc nguy hiểm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lộng Ngọc liếc mắt nhìn Phỉ Thúy Hổ còn chưa hoàn hồn cùng với khách khứa ở đây. Khi nhìn thấy thẩm lãng trong góc ăn mỹ thực, uống rượu ngon, vẻ mặt ngẩn ra. Không ngờ còn có người không bị tiếng đàn của nàng ảnh hưởng. Lộng Ngọc nhất thời tò mò với thẩm lãng. Nhìn thẩm lãng dịch dung mạo bình thường, Lộng Ngọc hai tròng mắt chuyển động, ánh mắt tối tăm không rõ. Thẩm Lãng ăn mỹ thực, uống rượu ngon tựa hồ cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn Lộng Ngọc, nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía Lộng Ngọc. Ánh mắt thâm thúy, trong nháy mắt nhìn thẳng vào Lộng Ngọc. Lộng Ngọc đối diện với tầm mắt thẩm lãng, thần sắc cả kinh, vội vàng né tránh. Thẩm Lãng cái này kinh hồng thoáng nhìn, để cho nàng tim đập như ma. Khuôn mặt mượt mà của Lộng Ngọc cũng thoáng chốc đỏ bừng lên. Nhưng mà, rất nhanh đã bị nàng áp chế xuống không nghĩ tới hắn lại cảnh giác như vậy hắn rốt cuộc là ai lại không bị tiếng đàn của ta ảnh hưởng còn nữa nhìn hắn như vậy căn bản không phải vì nịnh bờ phỉ thúy hổ mà đến hắn rốt cuộc là ai lộng ngọc mắt đẹp liên tục trong thần sắc tràn ngập nghi hoặc mà thẩm lãng nhìn thấy lộng ngọc tầm mắt né tránh sau đó liền thu hồi ánh mắt tiếp tục chuyên tâm ăn uống bụng của hắn giống như có thể chống thuyền có thể chứa rất nhiều thứ, tự hồ vĩnh viễn đều ăn uống không đủ no. Giờ này khắc này, trên mặt bạn của hắn tràn đầy xương cốt, cùng với không ít bình rượu trống rỗng. Sau khi tâm tình lộng ngọc khôi phục bình tĩnh, liền nghĩ đến mình hẳn là phải rời khỏi Phỉ Thúy Sơn Trang. Vì vậy, nàng thừa dịp Phỉ Thúy Hổ và các tân khách còn chưa hoàn hồn, liền đi ra ngoài đại sảnh. Tuy nhiên, đương nhiên đang muốn bước ra khỏi đại sảnh hai bóng đen lập tức xuất hiện trước mặt cô, ngăn cản đường đi của cô. Lộng ngọc cô nương, đại nhân còn không có lên tiếng bảo ngươi rời đi, ngươi vẫn là chờ một chút đi. Một hắc y nhân trong đó lạnh lùng nói. Một hắc y nhân khác cũng lạnh lùng nhìn lộng ngọc, căn bản không có ý cho qua. Mà thanh âm của hắc y nhân, tự hồ cố ý vận dụng nội lực. Sau khi hắn nói xong, phỉ thúy hổ trong đại sảnh cùng với khách khứa lục tục tỉnh táo lại chúng tân khách nhìn thấy lộng ngọc bị hai hắc y nhân chặn đường, trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Sau khi nhìn nhau, đều nhìn ra nghi hoặc khó hiểu trong lòng đối phương. Mà phỉ thúy hổ, sau khi tỉnh táo lại, trong lòng cả kinh. Hắn thật không ngờ lộng ngọc cầm kỹ lại siêu nhiên như thế. Nếu tiếng đàn của lộng ngọc có thể giết người, chỉ sợ hắn và tân khách ở đây đã bị lộng ngọc lặng lẽ giết chết. Cũng may, lộng ngọc không có khủng bố như vậy. Phỉ Thúy Hổ trong lòng vui mừng không thôi. Nhưng đồng thời, trong lòng vô cùng bất mãn với ý định rời đi không từ giả của Lộng Ngọc. Hắn hiếp mắt chuột, ngừng mắt nhìn Lộng Ngọc, nhanh chóng tính toán. Lộng Ngọc thật sự muốn lặng lẽ giết Phỉ Thúy Hổ. Nhưng là, nàng hữu tâm vô lực, bởi vì nàng hiện tại thực lực còn không có đạt tới có thể làm cho người ở xa vào trong tiếng đàn chết đi. Đối mặt với người như Phỉ Thúy Hổ, Lộng Ngọc căn bản không muốn phản ứng nàng đàn tấu đã kết thúc tự nhiên muốn nhanh một chút trời khỏi phỉ thúy sơn trang để tránh phức tạp cút ngay lộng ngọc tức giận quát ánh mắt sắc bén mặc dù nàng không phải là đối thủ của người trước mắt nhưng không hề sợ hãi và khiếp đảm nàng không muốn rơi vào uy phong của tử lang hiên cùng với tử nữ lộng ngọc tức giận quát nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi tân khách ở đây bọn họ đều không ngờ lộng ngọc lại có một mặt khí phách như thế chỉ là lộng ngọc gầm lên như vậy chỉ sợ sẽ chọc giận phỉ thúy hổ đúng như họ mong đợi khóe miệng phỉ thúy hổ nhếch lên bộ dáng cười gian chợt lóe rồi biến mất giây tiếp theo phỉ thúy hổ hít mắt chuột gắt gao nhìn chằm chằm lộng ngọc ngữ khí tản mạn hỏi lộng ngọc cô nương muốn ra đi không từ biệt sao chư vị đang ngồi vô cùng thích cầm nghệ của lộng ngọc cô nương vừa rồi đều trầm mê trong đó lộng ngọc cô nương không bằng tiếp tục đàn vài khúc rồi rời đi ánh mắt phỉ thúy hổ sâu thẳm nhìn lộng ngọc lộng ngọc nghe vậy xoay người lạnh lùng nhìn phỉ thúy hổ giọng nói lạnh lùng nói khúc ta đã đàn rồi chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời phỉ thúy hổ lắc đầu lộng ngọc cô nương chắc là hiểu lầm rồi ta chưa từng hứa với ngươi chỉ cho ngươi đàn một khúc lộng ngọc cô nương các vị ở đây đều vô cùng thích cầm nghệ của ngươi chắc hẳn đều chờ mong ngươi đàn tấu tiếp theo. Chư vị, các ngươi cảm thấy tiếp tục để lộng ngọc cô nương đàn mấy khúc thế nào? Phỉ Thúy Hổ nhìn lộng ngọc nói xong, liếc mắt nhìn đám tân khách ở đây, mê hoặc bọn họ. Chúng tân khách nghe vậy, sau khi nhìn nhau, đều gật đầu phụ họa. Phỉ Đại Nhân nói rất đúng. Chúng ta phi thường ngưỡng mộ cầm nghệ của lộng ngọc cô nương. Hiếm khi gặp được thịnh yến như thế, lộng ngọc cô nương không ngại đàn thêm mấy khúc, trở hứng cho mọi người đúng vậy lộng ngọc cô nương thịnh yến như thế rời đi như vậy chẳng phải là đáng tiếc sao lộng ngọc cô nương nghe nói ngươi lại sáng chế ra khúc nhạc mới không biết có may mắn cho chúng ta nghe một phen hay không chúng tân khách ngươi một lời ta một câu nhau nhau phụ thanh phỉ thúy hổ muốn lưu lại lộng ngọc phỉ thúy hổ nghe vậy trong lòng càng thêm đắc ý ánh mắt nhìn về phía lộng ngọc tràn đầy hài hước Lộng Ngọc quét mắt nhìn đám tân khách ở đây, thần sắc tràn đầy phẫn nộ, trong mắt hàng quan hiện lên, ngữ khí lạnh lùng giận dữ nói. Các ngươi cũng có tư cách nghe tiếng đàn của ta. Quả thực là làm bẩn mắt ta. Chúng tân khách ở đây, ngoại trừ thẩm lãng ra, nghe được Lộng Ngọc nói, nhất thời thần sắc ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Bọn họ thật không ngờ Lộng Ngọc lại đột nhiên tức giận quát lớn bọn họ, không hề để ý mặt mũi của bọn họ lộng ngọc đích xác không để bọn họ vào mắt. Nàng ở chỗ này duy nhất kiên kỵ chính là phỉ thúy hổ, tâm phúc của cơ vô dạ. Nhưng mà, nàng cũng không phải tùy ý có thể bị khi dễ. Lộng ngọc quát lớn đám tân khách ở đây xong, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm phỉ thúy hổ, sắc bén hỏi. Phỉ thúy hổ, ngươi là muốn hoàn toàn trở mặt với tử lan hiên chúng ta sao? Phỉ thúy hổ thật không ngờ lộng ngọc lại không nể mặt hắn như vậy lại thấy tân khách ở đây ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, nhất thời trong lòng tức giận. Đúng vậy, như thế nào? Đêm nay ta chẳng những muốn ngươi tiếp tục đàn tấu cho chúng ta, còn muốn lưu lại ngươi. Lộng ngọc, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn thoát sao? Ngươi cảm thấy tử nữ thật sự dám vì ngươi đối kháng đại tướng quân sao? Ngữ khí phỉ thúy hổ ngạo mạn, lại cực kỳ khiêu khích. Uống nhiều rượu như vậy, dưới tác dụng của cồn, phỉ thúy hổ đã không còn băng khoăn nhiều như vậy. Lộng Ngọc lại không nể mặt hắn, hơn nữa còn là mặt mũi của toàn bộ nhân sĩ nổi danh Nam Dương Quần. Phỉ Thúy Hổ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trả thù Lộng Ngọc. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 10. Lộng Ngọc thân hãm trùng vây, thẩm lãng lại cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio phỉ thúy hổ đột nhiên làm khó dễ. Chúng tân khách ở đây thần sắc cả kinh, không khỏi tiếc hận lộng ngọc. Từ lời nói của phỉ thúy hổ, bọn họ biết lộng ngọc đêm nay có cánh khó bay. Lộng ngọc nghe được phỉ thúy hổ nói, vẻ mặt lạnh hẳn lên. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm phỉ thúy hổ, trong lòng nhanh chóng suy tư. Sớm thôi. Trong lòng nàng liền có quyết tuyệt, nếu như đêm nay thật sự khó có thể đào thoát, bắt nàng chỉ có thể thà chết chứ không chịu khuất phục thẩm lãng tại phỉ thúy hổ sau khi nói xong liền ngừng ăn uống ngẩng đầu nhìn về phía lộng ngọc quyết tuyệt vừa rồi lóe lên trong đôi mắt lộng ngọc liền bị hắn bắt được không nghĩ tới lộng ngọc lại kiên cường như thế thật sự là một liệt nữ tử thẩm lãng trong lòng âm thầm thầm nghĩ phỉ thúy hổ âm hiểm nhìn lộng ngọc một lát không nhìn ánh mắt phẫn nộ của lộng ngọc thản nhiên nói chư vị thịnh yến đêm nay kết thúc như vậy chiêu đãi không chu toàn, mong chưa vị lượng thứ. Phỉ Thúy Hổ hạ lệnh đuổi khách. Khách khứa ở đây nghe vậy, đều hiểu ý Phỉ Thúy Hổ. Phỉ Thúy Hổ vội vã muốn ra tay với Lộng Ngọc. Phỉ đại nhân khách khí. Có thể tham gia thịnh yến đêm nay là chúng ta hưởng phúc khí của ngài. Không có Phỉ đại nhân mời, chúng ta làm sao có thể hưởng thụ phúc khí như vậy? Đúng vậy. Nhờ có Phỉ đại nhân chúng ta mới có thể nghe được cầm nghệ siêu tuyệt của lộng ngọc cô nương phỉ đại nhân ngày sau khi cần tại hạ tại hạ sẽ định nghĩa bất dung từ để cảm tạ ân mở tiệc chiêu đãi hôm nay chúng tân khách chúng thuyết phân vân ngoài trừ thẩm lãng ở ngoài không một cái nào không nịnh bợ khen tặng a à, du nịnh nọc phỉ thúy hổ ha 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 được 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 chư vị yên tâm lần này đi tân trịnh thành chờ ta gặp đại tướng quân nhất định sẽ giới thiệu chư vị với đại tướng quân. Đến lúc đó, chư vị cũng giống như ta, đều sẽ là tâm phúc của đại tướng quân. Phỉ Thúy Hổ cười ha ha, rất thích được mọi người khen tặng. Đa tạ đại nhân. Đại nhân, chúng ta vẫn là không quấy rầy ngại, cáo lui trước. Chúng tân khách nghe Phỉ Thúy Hổ nói, đều lộ vẻ kích động, cũng không dám tiếp tục ở lại, để tránh quấy rầy nhã hưng của Phỉ Thúy Hổ. Vì thế, nhào nhào xin từ chức phỉ thúy hổ cười dịu dàng đưa mắt nhìn bọn họ đi ra đại sảnh biến mất trước mắt trong nháy mắt trong đại sảnh ngoại trừ thẩm lãng ra tất cả tân khách toàn bộ đi rồi thoáng chốc trống rỗng một mảnh dường như kim rơi có thể ngửi thấy không còn có thẩm lãng uống rượu thanh âm lộng ngọc dẫn đầu phát hiện thẩm lãng trong góc không rời đi sao hắn không rời đi hắn không sợ phỉ thúy hổ giận chó đánh mèo với hắn sao ánh mắt lộng ngọc dừng trên người thẩm lãng, thần sắc khó hiểu. Mà hai hắc y nhân ngăn cản lộng ngọc đi đường, trong nháy mắt ánh mắt lộng ngọc, cũng phát hiện thẩm lãng uống rượu trong góc đại sảnh tầm thương. Hai người vẽ mặt trùng mình, hai tròng mắt hàng quan hiện lên, ánh mắt sắc bén nháy mắt nhìn chầm chầm thẩm lãng. Bọn họ dĩ nhiên bây giờ mới phát hiện thẩm lãng người này. Đối với thẩm lãng cái này hành vi quỷ dị người, hai người cảnh giác lên. Bọn họ nhìn không ra thẩm lãng thực lực, cũng không biết thẩm lãng. Phỉ Thúy Hổ cũng theo sát âm thầm bảo vệ hắn hai gã hắc y nhân sau đó, phát hiện thẩm lãng tồn tại. Nhìn thấy thẩm lãng nhẹ nhàng như thế bộ dáng, nhất thời trong lòng tức giận chợt sinh. Ngươi là ai? Phỉ Thúy Hổ hiếp mắt chuột, âm mưu nhìn chầm chầm thẩm lãng. Đối với thẩm lãng cái này dám cả gan không nhìn ý tứ của hắn người, Phỉ Thúy Hổ cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thẩm Lãng nghe vậy, liếc mắt nhìn Phỉ Thúy Hổ, cũng không có để ý tới Phỉ Thúy Hổ, mà là tiếp tục uống rượu bên trong bình rượu. Àc. Thẩm Lãng đem bình rượu bên trong rượu uống xong về sau, đánh một cái nấc cục. Sau đó, mới không nhanh không chậm buông chai rượu rỗng trong tay xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía Phỉ Thúy Hổ, trên mặt lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nói: "Người giết ngươi." Trầm Lãng ngữ ra kinh người. Mọi người ở đây nghe vậy đều sửng sốt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thẩm lãng sẽ như vậy trả lời phỉ thúy hổ, đều hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ đúng như lời hắn vừa nói, hắn tới giết phỉ thúy hổ? Lộng ngọc kinh ngạc nhìn thẩm lãng, thần sắc khó có thể tin. Mà kia ngăn cản lộng ngọc hai cái hắc y nhân, nhìn về phía thẩm lãng ánh mắt, càng thêm sắc bén lên, trong hai tròng mắt sát khí chấp động, trên người khí thế cũng trong nháy mắt tăng lên. Đối với lai lịch không rõ thẩm lãng, bọn họ không thể không đi trước làm tốt phòng ngự, để tránh thẩm lãng đột nhiên đối với bọn họ, có lẽ đối với phỉ thúy hổ phát động công kích. Phỉ thúy hổ nghe được thẩm lãng nói, đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha ha. Ha ha ha. Muốn giết ta. Ngươi quyết định không phải đang nằm mơ sao. Đây chính là hắn phỉ thúy sơn trang, là địa bàn của hắn, thẩm lãng dĩ nhiên nói muốn giết hắn. Trong mắt phỉ thúy hổ, đây quả thực là chuyện cười. Sau khi cười ha ha, phỉ thúy hổ lạnh lùng, cao giọng ra lệnh. Người đâu? Bá xoẹt 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 phỉ thúy hổ vừa dứt lời, trong nháy mắt có hơn 10 bóng đen chấp động xuất hiện trong đại sảnh. Những hắc y nhân này đều là ám vệ phỉ thúy hổ tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Bọn họ phân công rõ ràng, chia làm ba đợt. Một nhóm đem thẩm lãng bao vây lại, một nhóm đem lộng ngọc bao vây lại còn lại là đem phỉ thúy hổ bảo hộ ở chính giữa phỉ thúy hổ nhìn thẩm lãng và lộng ngọc đã bị ám vệ vây quanh trên mặt tràn đầy vẻ khiêu khích ngươi thức thời là tuấn kiệt ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói phỉ thúy hổ cười âm hiểm liên tục hiện tại ở trong mắt hắn thẩm lãng cùng lộng ngọc chính là hắn thất gỗ trên thịt cá trốn không thoát lòng bàn tay của hắn Lòng Ngọc thật không ngờ phỉ thúy hổ lại bồi dưỡng ám vệ như vậy. Hơn nữa những ám vệ này thực lực cũng tự hồ không kém, có thể đánh bại nàng người càng không ít. Đôi mắt Lòng Ngọc hiện lên một tia không cam lòng. Đồng thời, trong lòng âm thầm khổ não chính mình không có tu luyện thiên phú, cho nên hôm nay như vậy hữu tâm vô lực. Mà thẩm lãng. Đối mặt với ám vệ vây quanh hắn, khinh thường quét mắt nhìn bọn họ một cái. Những ám vệ này thực lực tuy rằng không yếu, nhưng cơ hồ đều là lợi dụng dược vật đẩy lên tu vi, căn bản cũng không phải là cùng cảnh giới võ giả bình thường đối thủ. Còn nữa, những ám vệ này tự hủy căn cơ, tông sư lục trọng đỉnh phong chính là cảnh giới cao nhất bọn họ có thể đạt tới. Mà những ám vệ trước mắt này, căn bản cũng không có ai đạt tới cảnh giới này. Khí thế bọn họ tản mát ra, mặc dù có không ít hơn 10 đạo tông sư khí thế, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi thẩm lãng có thể lấy đại tông sư nhất trọng đỉnh phong tu vi chém giết hơn 10 đuổi giết kinh kỳ mạng đêm cao thủ, hiện tại đại tông sư nhị trọng đỉnh phong tu vi hắn, chém giết trước mắt những dược vật này chồng chất đi ra khôi lỗi, giống như trong túi lấy vật. Cho dù trước mắt ám vệ đều là bình thường võ giả, thẩm lãng như cũ sẽ không để ở trong lòng. Hắn tự nhiên có lòng tin giết chết bọn họ. Không có đại tông sư cường giả cùng thiên nhân cường giả bảo hộ phỉ thúy hổ, đêm nay hẳn phải chết. Bá thẩm lãng không có muốn tiếp tục nói nhảm ý tứ, hai tròng mắt lóe lên, thân ảnh chấp động, nháy mắt đối vây quanh hắn ám vệ, chủ động phát động công kích. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.